Hello, chào các bạn. Hôm nay gia đình mình đi Phú Quốc nha các bạn. Bây giờ mình đang đi đến bến phà Thạnh Thới. Đây, bến phà Thạnh Thới. Bây giờ mình bắt đầu vô mình chuẩn bị mua vé. Mua vé qua xuống phà. À, tiền Phú Quốc. Lớn ghê á, thấy không? Rồi xuống xe qua phà. Bà con ơi, xuống xe qua phà nha. Lên lầu, lên lầu. Selfie. Yo. Ơi đẹp ơi. Rồi, tới Phú Quốc rồi các bạn ơi. Rồi, gia đình mình đi lên nha. Cái tàu này chạy nhanh quá. 2 tiếng mấy? Hả? Tiếng mấy hả? Tiếng 45 phút qua, lẹo ha. Đúng 1 tiếng 45 phút luôn. Ồ, đây có phòng VIP nữa nè, hồi nãy mình cũng lên đây ngồi. Hả? Sao vậy? Đây bến phà Thạnh Thới. Mình không biết tại sao mà một chuyến phà chạy giờ này thì nó đi cái chuyến này là nhanh nè. Mấy chuyến kia chậm hơn. Chào, hẹn gặp lại. Ồ, có xe điện nữa kìa. 45 mới con, 45 phút. Còn phải cái lúc ra sóng. Lúc ra gần sóng giữa đường á, nửa đường á sóng. Dập dày ra chứ đi chờ tàu cao tốc nó còn trao dữ hơn nữa. Hôm nay những người đi gồm có chủ kênh Thanh Triều, phó kênh là Trương Tuyết Mai, tài xế. Gồm có cháu nội, hai đứa cháu nội, một đứa con trai, với một chị bạn thân. Không có đâu, con dâu chết rồi, lọt rồi. Có con dâu, con ruột, có con dâu ruột, con dâu cũng như con ruột vậy đó, con của chủ tịch kinh và phó chủ tịch kinh.
lên đảo làm chúa đảo hả? Nó quẹo ở đâu đó? Phương Đông kìa. Singapore 2. Anh nói 200 mét nữa, tại vòng xuyến, Singapore. Rồi trực tiếp bằng này luôn. Ngon không anh? Rất là ngon. Quán này là quán quen thuộc. Quen thuộc phải không? Tôi mới qua đây vô đây ăn lần đầu. Không biết sao. Rồi cảm ơn anh. Đâu mình ngồi đâu? Quán này ăn nồng quá. Ăn lòng quá, ăn lòng quá. Quán này ăn lòng quá. Ngon ngon ngon. Nóng giòn. Nóng giòn, nóng giòn. Cái quẩy nghĩa là cháo bỏ vô cái này quay quậy lên. Quẩy. Thử miếng nè. Chán. Ngon không? Hồi ăn bánh canh. Dễ bụng ăn bánh canh. Đó, tàu nhỏ. Này tàu nhỏ bánh bao hả? Tàu này tàu bình thường 50. Hả? Coi nha. Bò ăn chết. Bò ăn cạnh ăn chết. Tới ông nội. Không có gì hết á. Ngủ vậy?
trúng số rồi. Không biết ăn luôn nha. Trời ơi, để nó tài tặng với số nha, chiều nay đi lẫm nha. Số xe cũng thật nào. Thấy chưa? Ngu thì không thấy. Đang ăn mà còn tặng cho 1.5 tỷ nữa. 9.950. Đây chả cá đây. Ôi bo nữa kìa con. Ôi chiều nay làm triệu phú. Cảm ơn ông Út đi. Hôm nay mưa. Vĩnh Bà. Đây biển này các bạn. Đây nó giống cái bãi sao của Vũng Tàu. Vĩnh Cậu. Bên này là Vĩnh Cậu, giờ bên đây Vĩnh Bà. Đây Vĩnh Cậu, đây Vĩnh Bà. Giờ ra đi cúng Vĩnh Cậu. Năm nào mình nếu mình ra đây là mình lên Vĩnh Cậu. Rồi. Rồi xuống. Đây. Đây là Vĩnh Cậu. Hai ông cháu tôi đi lên Vĩnh Cậu trước. Đây bị rất động luôn nha mọi người. Ừ, biển động. Để mà cầm cho mọi người thấy. Nè, bên đây mình thấy nè. Ừ. Biển rất động luôn. Biển rất động luôn. Rồi đi lên.
bà đúng rồi quay. Con vô sát nha, sát kia. Sát sát. Giỏi. Rất cái nón này mày. Mưa, mưa rơi, mưa rơi. Kẻ đi lên, người đi xuống, đi cúng dinh cậu. Trời ơi, đi ghét ghê luôn nè. Nhớ bánh bao quá. Đây là Vinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu. Rồi, cúng bên ông rồi phải qua cúng bên bà. Rồi, tạm biệt Kim Cậu. Tới nhà tù chưa? Thì đưa này xuống nhà tù luôn nè. Nhà tù Côn Đảo. Khu quốc cái khu Côn Đảo đâu? Khu quốc. Điên cuồng ở trong này á. Tiếp tục. Nghỉ dưỡng Phú Quốc. Mời ra khỏi Ngọc Xuyên. Quá trời. Còn đất còn mênh mông. Có tiền mua bấy ra mà mua đất mà mấy cái lô đất này để dành cất resort cho mướn. Đi kỹ cốt đi. Rồi, đi kỹ cốt đi vậy. Rẽ phải. Rẽ phải rồi rẽ mặt. Rẽ mặt rồi quanh lại phải. Về trái.
chai á. Đâu? Cái hồ một trai hả? Lắc lại gỡ hồ một trai nó đeo. Để chụp hình được á. Quẹo phải. Tới rồi đó. Tới rồi đó. Xe máy. Đây nè. 15 đây nè, 12 nè. Nè, con này nè. Đây nè, Minh Phú nè. Rồi, tới cho chỗ. Để ba chung vô ngoại giao trước đi. Xin mời xuống xe. Xuống. Đây, khu resort. Bốn tám người ở bốn phòng. Hay như phòng con mô. Rồi đem vô đi con. Vô phòng khám phá. Cúp điện. Bị cúp điện rồi các bạn ơi. Đây phòng ốc cũng sạch sẽ, gọn ghẽ đẹp. Đây có kiến bàn. Cửa sổ. Máy lạnh ngang này. Khu rộng quá, quá lớn luôn. Khu này hay nói. Hồ bơi hả? Không có đó sân. Nước hồ bên kia kìa đó, ta đang vệ sinh kìa. Đang vệ sinh mà nó. Đây là cầu thang máy. Đẹp quá. Rồi mình đi ăn nhé. Ơi. Khách sạn đẹp quá. Wow. Khách sạn này do người Đức quản lý. Người Đức quản lý ha. Dạ. Giờ không biết sao nó lớn thế này. Ừ. Đây nóng Đức là. Đó. Hết giờ. Đó. Chút gì đó. Đây số nhà. Mình ở khu B512A03. Nhà khu này xây có kiểu một rồi các bạn. Đó, họ cho mướn. Ở đây họ bán luôn. Ai có tiền vô đây mua để mà cho người ta mướn cũng được. Kinh doanh. Đó các bạn. Chợ đêm 7 Trường Phú Quốc. 7 Trường Phú Quốc.
Ở đây tối nay có nhạc nước ở đây nha các bạn. Bây giờ mình tới đây mình ăn cơm, ăn cơm xong mình đi chơi. Nấu gì? À, sôi à? Mật chiên mơ tỏi. Mì hỏi. Mơ tỏi. Chua ngọt. Cái này nấu cá bớp. Đấy, đấy. Cái gì đi. Rồi, cảm ơn con. Rồi, chụp chú mời ngay chỗ này ha. Mọi người lúc mặt ra nha, Hoàng để chú tắt. Ngồi đây với chú. Anh chị mẹ không? Từ thành phố ra tới đây ăn trứng chiên hết nó luôn. Ngon bắp. Ngon. Đối phải. Chúng nó tượng nhẹ là chắc ăn. Canh chua con ngon quá con ơi. Con gái à, cho thêm miếng chua với miếng ngọt. Còn rau không có cho thêm miếng rau nữa nghe. Vài thứ khác cũng được. Cái đó là thêm đó. Thêm cái mà cũng tính tiền nha. Nói với canh chua nấu cái này ngon á, nấu cái miền Tây á. Dân miền Tây lại ăn chua ngọt. Ba ly coca. Thôi uống đi. Cho ba ly coca. Không có ly à.
dữ lắm này. Chú cái thời. Vụ này là vụ gì? Vụ gì đó mà bà nội? Vụ của ba đó. Cô ba để cô ba lo đi. Không có cô ba đây mà. Cô ba nói tình. Cô ba lì xì cho con 200. Happy birthday. Cảm ơn cô ba đi con. Cảm ơn cô ba. Ông nội thay mặt cô ba dâm bếp con. Cái này mới có cô ba nha, còn dưỡng ba nữa con. Dòng bếp hoang là do bếp không? Không có chi. Ok. Có người bên chưa? Ba có người bên chưa? Cậu ba có người bên nữa. Tại sao kêu cô ba mà kêu cậu Kha là sao? Dưỡng Kha. Dưỡng Kha. Giờ giống như ba với anh Bảy vậy. Ba vậy. Rồi, tiếp tục. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yo. Bất đề bé Bo kìa này lớn nhất ở Việt Nam luôn. Làm từ Sài Gòn ra tới giờ về Phú Quốc. Tới Phú Quốc, tới Vĩnh Long, tới Phú Quốc luôn. Tới Dương Tơ luôn. Dương Tơ. Dương Tơ là gì? Ở đây nè. À, dạ. Dương Tơ nha. Dương Tơ. Nó giống như là thị trấn xã phường Dương Tơ, địa trí mình đang ở. Rất nhiều lúc là nấu vừa hết. Con nấu khẩu vị này ở khẩu vị miền Nam, miền Tây á, giống miền Nam. Nãy có em nào cũng cẩn thận ra hỏi. Nha, vậy nhưng mà rồi cho tới bữa sau có lên gì nữa thì đi nói với bạn mình sắp tới lên. Chú ở đây tới tháng rồi con. Con chuẩn bị đồ ăn đi, mai mốt chú quay lại nữa. Chú cứ yên tâm đến là đi dưới đây chắc hài lòng chú đến đây rồi. Giới thiệu giùm con nữa. Chứ mình đến đây mình nói ăn khẩu vị gì nào thì lên bạn thấy cần cái gì vậy. Với con nhớ ủng hộ chú ngay vô đăng ký kênh YouTube Thanh Triều. Thanh Triều. Triều không có dấu cách phản nha, chữ Thanh Thanh Tây Hoa, Triều Tây Hoa. Cách phản không dấu. Ồ, chú điện thoại lên đây chú ấy cho cha. À thì giấy cũng được, cái gì cũng được hết. Thì chú đi. Trái cây miền Tây đêm qua. Rồi nhãn. Rồi cháu nội rủ vô. Vô. Chia. Rồi. Cảm ơn con, cảm ơn chủ quán nha. Bữa nay cho chú một bữa cơm rất là ngon. Rồi, mơ mốt á. Mơ mốt có qua đây ủng hộ con nữa. Không, chưa. Chưa, chú ở 3 ngày nữa. Con chủ động đi chợ mua đồ xong.
À. Vì tình đồ cái mú rồi. Dạ là bao nhiêu, dạ lúc này là dạ chị, dạ chị em từ xa dụ xa từ 9 đến 10 con một ký. Nó hơi nhỏ nhưng mà chắc thì nó chắc à, được rồi. Đây mình quay cái mặt tiền quán cho các bạn xem nha. Đây là cơm Việt, quán cơm Việt nha các bạn. Khu bãi cát trắng à, đường này vô nhà mình nè. Nhà mình mới mua 1 căn, mua 4 căn trong đó. Mua có 3 bữa đã. Đẹp quá, khu này quá đẹp. Đó, đi quẹo qua đó nhà mình đó. Rồi, hút rồi. Phần led. Thôn Rai xuống hầm. Cao, nó để dành cho du lịch thôi. Khu này rộng quá, rộng luôn hả? Quá trời quá. Nhà cửa. Rồi, tới nhà mình rồi. Cảm ơn các bạn đã vừa xem video đi Phú Quốc của mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.